Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambeshop. Ambeshop xin giới thiệu đến anh em mẫu bật lửa ST Dupont. Một mẫu fullbook. Fullbook thì mình có hộp 3 lớp này. Lớp bên ngoài cùng màu trắng này. Tiếp theo đó là một lớp hộp giấy màu đỏ rất là sang trọng, anh em làm quà tặng cực kỳ chất luôn. Còn ở bên trong cùng đó là một hộp giấy giả da rất là sang trọng và hộp bằng gỗ nhá. Đây là một cái bộ sản phẩm fullbook nhá. Đây là một chiếc bật lửa này và một bộ catalog thẻ của hãng và một cuốn sách rất là nhiều thứ tiếng khác nhau, Nga, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, Sinh, Thái các kiểu. Đấy, rất là nhiều ạ. Cái này mình không nói đến nữa tại vì là anh em nào mà có hàng nhu cầu mua hàng trần thì cứ liên hệ để lấy giá tốt hơn. Đấy, mình sẽ đợi nó lại. Và đây là cái sản phẩm của mình. Một chiếc bật lửa Dupont, vẫn kiểu dáng cổ điển như cũ thôi. Một khối vuông rất là nam tính. Và cái họa tiết ở đây là cái họa tiết Caro. Cái này gọi là vân kim cương đấy ạ, tại vì nó có góc sáng các cạnh, rất là bắt sáng nhá. Đấy, anh em nào mà đây này, anh em nhìn nhá, mình di chuyển các góc và mỗi góc lại sáng một kiểu rất là đẹp luôn. Cái này là rất là thích hợp cho anh em nào mà cầm đi ba này. Đấy, sáng rất là đẹp luôn. Đấy, chất cái sản phẩm này thì bên shop mình đang có hai màu, đó là màu vàng và màu bạc như ở trên tay mình đang cầm. Thì cái sản phẩm này thì mình cũng phân loại ra đó là hai dòng. Một dòng là super thì nhìn nó sẽ tinh xảo hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Còn đây là trên tay mình, đó là hàng loại 1. Hàng loại 1 này cùng dùng rất là đảm bảo, cũng là thép nguyên khối nhá. Hàng của mình luôn luôn là hàng chọn nhá, không phải là hàng nhặt linh tinh. Thế nên là những cái đường nét ở dưới này mình chọn rất là kỹ nên rất là sắc sảo. Đấy, rất là sắc sảo luôn ạ. Chứ không phải là như các một số shop khác bán hàng cứ nhặt vào thôi. Và bán để cạnh tranh với cái giá rẻ hơn thì nó chất lượng thì mình cũng không dám chắc. Và cái độ sắc sảo mình cũng không dám chắc sẽ được bằng shop mình đâu. Đấy, còn cái sản phẩm mình sẽ test tiếng kêu cho anh em nghe này. Đấy, rất là chất, cực đanh luôn. Làm việc ở văn phòng lúc nào mà chán chán mình cũng có thể mở ra nghe được. Đây ạ, lửa rất là nhạy nhá, 10 phát ăn 10 luôn. Đấy, rất là đẹp. Ở đây thì anh em cũng có cái cổng điều chỉnh giống như tất cả các loại bật lửa khác của Dupont thôi. Đấy, có hai lin này. Một lin là điều chỉnh ga to nhỏ và một lin là để bơm ga. Đấy, anh em nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambeshop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc anh em có thể liên hệ cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Cảm ơn anh em rất là nhiều.